Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của chính phủ, lãnh đạo chính phủ trong tuần. Bản tin xin được mở đầu với những thông tin về các hoạt động nổi bật của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sáng ngày 15 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 12 năm 2023, theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Sau khi tới sân bay quốc tế Haneda ở thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến công tác dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, dự tọa đàm với các doanh nghiệp của tỉnh Gunma, chứng kiến lễ ký bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Gunma và tỉnh Hà Nam, thăm khu giao lưu của người dân tỉnh Gunma, nơi người dân giao tiếp với chính quyền và nêu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị. Sáng ngày 16 tháng 12, trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự tọa đàm với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nhật Bản. Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trải qua 50 năm vun đắp, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Nhật Bản không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại. Đến nay, Nhật Bản là đối tác hỗ trợ phát triển đứng thứ 1 của Việt Nam, đứng thứ 2 về hợp tác lao động, thứ 3 về đầu tư và thứ 4 về thương mại. Cũng trong sáng ngày 16 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản ZETRO tổ chức. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đến đầu tư và thành công tại Việt Nam, thu được kết quả ngày càng cao hơn, thành công của nhà đầu tư cũng là thành công của Việt Nam. Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam-Nhật Bản, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ ngành địa phương Việt Nam-Nhật Bản chứng kiến lễ trao 30 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương, cơ quan, doanh nghiệp hai nước trên các lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đô thị, trung tâm thương mại, sản xuất hydro xanh, sản xuất pin, năng lượng, tài chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục chương trình hoạt động trong ngày 16 tháng 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc gặp gỡ làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản về hợp tác phát triển vi mạch bán dẫn và hệ sinh thái đi cùng với mong muốn phát triển đột phá ngành bán dẫn của Việt Nam. Ngày 13 tháng 12 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh những nhận thức chung quan trọng đạt được giữa hai đồng chí Tổng Bí thư trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình lần này, nhất là việc xác lập định vị mới cho quan hệ hai đảng, hai nước, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc mang ý nghĩa chiến lược, là dấu mốc lịch sử trọng đại, là định hướng quan trọng để đưa quan hệ hai đảng, hai nước bước vào giai đoạn lịch sử mới, phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững hơn. Chính phủ Việt Nam sẽ cùng Quốc vụ viện Trung Quốc tăng cường phối hợp đôn đốc các cấp, các ngành, các địa phương cụ thể hóa những thành quả và nhận thức chung cấp cao, góp phần thúc đẩy quan hệ hai đảng, hai nước phát triển thực sự ổn định, thực sự tốt đẹp và bền vững lâu dài, nêu một số đề xuất phương hướng và trọng tâm hợp tác thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Đảng Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị với Việt Nam. Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Cũng trong tuần, sáng ngày 11 tháng 12, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Campuchia Samdech Moha Bovo Thatpadai Hulmanet thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 2023. Sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm tại trụ sở chính phủ. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua, trao đổi về phương hướng lớn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia trong thời gian tới. Theo đó, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, triển khai hiệu quả các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác quan trọng giữa chính phủ hai nước, kiên định nguyên tắc không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia, tiếp tục phối hợp hỗ trợ tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hải cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Về hợp tác kinh tế thương mại đầu tư, hai thủ tướng nhất trí hỗ trợ nhau xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, tăng cường kết nối hai nền kinh tế, cả kết nối về hạ tầng cơ sở và kết nối về thể chế chính sách, đẩy mạnh thương mại song phương, phấn đấu đạt mốc kim ngạch thương mại song phương 20 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục phối hợp thúc đẩy việc giải quyết các khu vực thuộc 16% đường biên giới chưa hoàn thành phân giới cắm mốc, tiếp tục cùng các thành viên ASEAN xây dựng cộng đồng ASEAN, tiếp tục tăng cường hợp tác ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trân trọng tặng Thủ tướng Hulmanet
các cuốn sách có ý nghĩa quan trọng với cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được xuất bản trong thời gian qua. Thủ tướng nhấn mạnh đây là kết quả nhiều năm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành nhiều công sức, thời gian và tâm huyết để tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phát triển lý luận. Cũng trong ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Vương quốc Campuchia đã tham dự diễn đàn xúc tiến đầu tư và thương mại Việt Nam Campuchia năm 2023. Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Campuchia, sáng ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia đã đến thăm, giao lưu với cán bộ, giảng viên, sinh viên trường Đại học Ngoại thương. Phát biểu tại cuộc giao lưu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3.000 sinh viên Campuchia đang theo học tại Việt Nam là những nhịp cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị giữa hai nước, là chất keo dính vững chắc giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Campuchia anh em. Thủ tướng cũng đánh giá cao vai trò quan trọng và đóng góp rất hiệu quả, thực chất của ngành giáo dục hai nước nói chung và trường đại học thương mại nói riêng trong nhiều năm qua đã góp phần xây dựng và củng cố những nhịp cầu nối cho quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai nước. Hai thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của thế hệ trẻ trong việc trân trọng, ý thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt và đóng góp vun đắp cho việc gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị và đoàn kết lâu đời giữa Việt Nam và Campuchia. Chiều ngày 14 tháng 12 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Tổng thống Cộng hòa Nam Phi Paul Mashatile đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống và xác định Nam Phi là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Phi. Về hợp tác kinh tế, thương mại, Thủ tướng nhấn mạnh, hai bên cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo an toàn, tin cậy, góp phần khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư hai nước đầu tư vào các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các mặt hàng của hai nước thâm nhập vào thị trường của nhau. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có thông điệp tại Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023 khai mạc tối ngày 12 tháng 12 tại tỉnh Hậu Giang. Thủ tướng khẳng định Festival Quốc tế Ngành hàng lúa gạo Việt Nam năm 2023 nhằm quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam thân thiện, cần cù, mến khách, yêu lao động và quảng bá nền văn minh lúa nước hàng nghìn năm của Việt Nam. Xuất khẩu gạo năm 2023 của Việt Nam có thể đạt 8 triệu tấn trong năm 2023. Việt Nam cũng là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng và phát triển kế hoạch sản xuất 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đây cũng là nhiệm vụ mang tính toàn dân, toàn cầu, thể hiện trách nhiệm của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng một nền nông nghiệp phát thải thấp, bảo đảm an ninh lương thực trong những lúc khó khăn. Dự khai mạc hội nghị quốc tế Geotech Hà Nội 2023 với chủ đề Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững, sáng ngày 14 tháng 12, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đang đặt ra những nhiệm vụ mới đối với khoa học địa kỹ thuật. Theo Phó Thủ tướng, có rất nhiều nhiệm vụ được thực tiễn cuộc sống đặt ra cho các nhà khoa học, từ những vấn đề cơ bản đến những giải pháp có tính ứng dụng, hướng tới một môi trường sống an toàn cho cộng đồng, xã hội, người dân theo hướng chuyển đổi xanh, để trái đất được phục hồi, an toàn và bền vững. Phó Thủ tướng mong muốn sau hội nghị sẽ có nhiều nhà khoa học ở các lĩnh vực khác nhau cùng hợp tác trong những đề tài nghiên cứu chung với sự tiên phong của các doanh nghiệp nhằm thương mại hóa thành sản phẩm. Hình thành các trung tâm tăng trưởng nổi trội có sức lan tỏa mạnh mẽ, đây là tinh thần quan điểm đáng chú ý được trình bày tại phiên họp Hội đồng Thẩm định Phát triển trong Quy hoạch Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì chiều ngày 12 tháng 12. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, bài bản để triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp tục các ý kiến đóng góp tại phiên họp, hoàn thiện quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung, đạt được chất lượng, tính thực tiễn cao nhất. Trước đó, dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ 5 năm 2023, ngày 11 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định kinh tế số cùng với kinh tế tri thức sẽ phát huy được phẩm chất, tiềm năng, trí tuệ của nguồn nhân lực Việt Nam trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Trao đổi tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng các doanh nghiệp cần đồng hành với chính phủ dẫn dắt khởi tạo cho kinh tế số thông qua các chính sách, giải pháp đồng bộ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Chính phủ sẽ kiến tạo môi trường pháp lý và là người tiêu dùng lớn nhất để tạo thị trường cho sản phẩm công nghệ số.
Vào ngày 15 tháng 12, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng đã tổ chức phiên họp thẩm định quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng chủ trì, với sự tham dự của các thành viên Hội đồng Thẩm định Quy hoạch vùng là đại diện của 21 bộ, cơ quan ngang bộ, các ủy viên phản biện là các chuyên gia, nhà khoa học. Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch vùng được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích cực đa ngành theo quy định của luật quy hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng. Ngày 11 tháng 12, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp trực tuyến với 10 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đạt dưới 50% kế hoạch năm 2023. Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bản quy hoạch vùng được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích cực đa ngành theo quy định của luật quy hoạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động kiến tạo phát triển và tăng cường liên kết vùng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 1360 CDTTG ngày 13 tháng 12 năm 2023 tăng cường các giải pháp thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển an toàn, minh bạch, hiệu quả, bền vững. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động kịp thời thực hiện các biện pháp ổn định và phát triển thị trường chứng khoán, phối hợp chặt chẽ trong điều hành chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong việc điều hành chính sách tiền tệ, tài khoá và thực hiện các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, bảo đảm sự an toàn, liên thông, thông suốt, đồng bộ giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường chứng khoán. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo số 520 TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, trưởng ban chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tại hội nghị toàn quốc triển khai xây dựng, quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Các bộ ngành địa phương bảo đảm hoàn thành đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Trường hợp có vướng mắc thì khẩn trương tổng hợp, gửi đến Bộ Nội vụ, các bộ quản lý ngành, lĩnh vực trước ngày 18 tháng 12 năm 2023 để giải đáp hướng dẫn. Kính thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp Chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử Chính phủ, địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.